là nhà hát cải lương với chức năng để biểu diễn nghệ thuật, phục vụ công chúng. Thế nhưng, suốt nhiều chục năm nay, nơi này chưa một lần sáng đèn sân khấu. Từ máy móc, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, nhà hát cải lương bây giờ không khác một cái nhà kho để đồ. Sống lâu trong thiếu thốn thành quen, nên giờ những người nghệ sĩ đam mê với cải lương cũng không còn muốn than khổ nữa. Họ chỉ mong ước một điều duy nhất là có một sân khấu tử tế hơn để được biểu diễn hết mình phục vụ khán giả. Hiện nay thì các nghệ sĩ đang rất yêu nghề, đang rất say nghề. Mặc dù các điều kiện bây giờ nó quá là khó khăn, từ cơ sở vật chất, từ nơi địa điểm biểu diễn, rồi đáp ứng đến từng địa phương một, mà sân khấu cải lương hiện nay đang đứng trước một cái bờ vực thẳm. Nhưng anh em chúng mình vẫn cứ cháy bỏng với nó. Thiếu được quan tâm cho nên là đời sống anh em còn gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Cái muốn được thổ lộ hết mình, thể hiện hết cái khả năng tố chất của mình nhưng chưa có điều kiện, thì có rất nhiều nghệ sĩ chưa được tạo điều kiện để được bộc lộ hết cái khả năng của mình, được cống hiến cái ngành nghệ thuật mà mình yêu thích. Được xây dựng từ năm 1951 đến nay đã hơn 60 năm, thế nhưng mỗi lần có vở diễn thì từ lãnh đạo, từ các nghệ sĩ của nhà hát cải lương lại phải đi khắp nơi mới có thể thuê được địa điểm biểu diễn đúng với tình cảnh, có nhà vẫn phải đi ở thuê. Cái cơ sở vật chất ở ngoài bản thân nó có khang trang, nhưng mà bên trong những cái nội thất của nó thì cũng chỉ gọi tu sửa dần dần thôi, vì đây không phải là rạp diễn. Còn khi biểu diễn thì bản thân là nhà hát cũng phải đi thuê rạp của các cái đơn vị khác cũng nằm trong bộ thôi. Thế nhưng mà hiện nay cái khát khao mong muốn của anh em nghệ sĩ là phải có một cái cơ sở nó rộng rãi cho đúng cái tiêu chuẩn và đạt cái quy chuẩn của một cái rạp hát, có chỗ khán giả xem, có cái chỗ an ninh trật tự, có chỗ giữ xe, có chỗ gửi xe, có cái chỗ mà để anh em hưng phấn làm nghề như các cái đoàn khác. Thiếu thốn cơ sở vật chất giữa thời mà loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của những loại hình nghệ thuật hiện đại khác, chỉ để tồn tại đã vô cùng khó khăn, chưa nói đến phát triển. Chúng tôi không có cái rạp biểu diễn, cho nên chúng tôi cũng không thể nào, chúng tôi có tác phẩm hay nhưng chúng tôi không thể nào mà tự tổ chức được. Bây giờ chúng tôi muốn mà đi thuê một cái rạp của các nhà hát khác thì chúng tôi phải có tiền. Khó khăn ở những cái chỗ không phải nghệ thuật chúng tôi không hay, mà khó khăn là những cái điều kiện khác của xã hội. Một cái ví dụ như là khán giả cũng không nói là không thích, mà lúc nào cũng thích, nhưng mà cũng không bán được vé, mà họ cũng không đi xem. Mà kể cả có mời thì người tạo chưa chắc đã đến. Người ta hay nói, với nghệ sĩ, sân khấu chính là thánh đường nghệ thuật. Thế nhưng, với nhiều nghệ sĩ cải lương, thánh đường đó chỉ nằm trong sự mơ tưởng, khắc khoải của họ.